Đây quê hương tôi, núi đôi vẫn bao đời hiên ngang đứng đó với sóng gió biển khơi. Sóng đã đổ em trôi, thân thương bao kỷ niệm mang theo tuổi thơ tôi trong tiếng ru à ơi. Kiến Thụy mến thương, sang đẹp tình quê hương, ta đi trong tiếng theo ngọn cờ từ Kim Sơn Tân Phong, từ mùa thu đứng dậy truyền thống xứ con đây, dùng bước ta đi lên trong tiếng hát mùa xuân xây quê hương rạng rỡ. Kiến Thụy vẫn vương nhớ về nơi ra đi, bên nhau ta bước tiếp ca tự hào vượt qua muôn gian lao bằng tình yêu bất diệt. Truyền thống xứ con đây ngời sáng gương trung kiên với sông núi ngàn năm, Kiến Thụy yêu thương của của mình. Sau cả một cuộc đời bươn trải lo toan, khi chúng ta hướng về cũng chính là nơi chúng ta được sinh ra với bao ký ức ngọt ngào, bao khoảnh khắc yêu thương chợt ùa về. Có lẽ cũng chính bởi vậy mà trong một lần về dâng hương, các tiến sĩ nho học ở Văn Miếu Xuân La, anh hùng lao động tiến sĩ Phạm Văn Trung đã thấy rằng đây chính là một ngôi miếu cần được tôn tạo và có thêm nhiều hạng mục mới để cho ngôi miếu khang trang hơn, xứng với những gì mà các tiến sĩ nho học đã mang đến cho quê hương Kiến Thụy anh hùng. Và chính vì vậy mà sau gần một năm xây dựng thì ngày hôm nay chúng ta cùng vui mừng ngồi đây để cùng được chứng kiến một chương trình đêm giao lưu văn nghệ đặc sắc để chào mừng cho chương trình đặc biệt ấy. Đó chính là chương trình ra mắt MV ca nhạc Về thăm Văn Miếu Xuân La, một tác phẩm gửi tặng của hai người con quê hương Xuân La Thanh Sơn, đó chính là Nguyễn Văn Hiệu và Đặng Thu Hà. Một ca khúc viết về quê hương mình là một món quà gửi tặng tới cho quê hương ta. Và chương trình, những tiết mục đặc sắc trong chương trình ngày hôm nay là một chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng lễ khánh thành bàn giao công trình tôn tạo Văn Miếu Xuân La do anh hùng lao động tiến sĩ Phạm Văn Trung kính tặng. Kính thưa tất cả quý vị kính mến, về dự với chương trình đêm giao lưu đặc sắc ngày hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo. Xin được trân trọng giới thiệu bà Lưu Thị Tươi, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy xã. Xin được trân trọng giới thiệu ông Đỗ Văn Thương, phó bí thư thường trực đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân. Xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Đức Chính, phó bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân. Xin được trân trọng giới thiệu ông Vũ Văn Bảy, nguyên bí thư đảng ủy xã. Cùng với sự hiện diện của các ông bà đại diện thường trực đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam xã, các ông bà trưởng phó các ban ngành đoàn thể, các ông bà bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận các thôn Xuân La, Cẩm Hoàn. Xin được giới thiệu các đồng chí ban giám hiệu các nhà trường, trường tiểu học và trung học cơ sở Thanh Sơn, trường mầm non Thanh Sơn, cùng đại diện các dòng họ trong toàn huyện và đặc biệt đông đảo nhân dân. Đề nghị chúng ta một lần nữa nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Ngô Xuân Triều,
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, trưởng ban quản lý di tích sẽ lên phát biểu khai mạc. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Tươi, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân. Trong không khí thi đua là thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập chi bộ đảng cộng sản đầu tiên của huyện 22 tháng 9 năm 1944, 22 tháng 9 năm 2024. Được sự nhất trí của thường trực huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện kiến nghị hôm nay ủy ban nhân dân xã Sơn, ban quản lý di tích lịch sử văn hóa văn miếu Xuân La long trọng tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào mừng lễ khánh thành bàn giao các công trình văn miếu Xuân La do anh hùng chiến sĩ lao động Phạm Văn Trung kính tặng. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo ban quản lý, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Chúc đêm liên hoan giao lưu văn nghệ thành công tốt đẹp. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa toàn thể nhân dân, 6 tháng đầu năm 2024, Thanh Sơn cùng với huyện đã được bước phát triển vượt bậc về kinh tế, tiếp tục phát triển nhiều chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch đề ra. Quốc phòng an ninh đảm bảo an sinh xã hội được chăm lo chu đáo. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục phát triển và khởi sắc. Phong trào văn hóa văn nghệ được phát triển rộng khắp ở các thôn làng văn hóa đến các khu dân cư, thôn xóm, nhà trường. Đây thực sự là món ăn tinh thần không thể thiếu được trong cuộc sống đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Thông qua các hoạt động văn hóa nhằm tuyên truyền sâu rộng về Đảng, đất nước, quê hương, tiếp nối truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào, ý chí tự lực tự cường của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Anh Sơn, qua đó tạo điều kiện cho nhân dân được tham gia sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, lao động sản xuất, tiếp tục xây dựng đời sống kinh tế, góp phần thắng lợi vào toàn diện về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2024. Đêm giao lưu văn nghệ chào mừng lễ khánh thành bàn giao công trình văn miếu Xuân La do anh hùng chiến sĩ lao động Phạm Văn Trung kính tặng hôm nay có sự tham gia của các làng văn hóa, nhà trường, là dịp để các làng văn hóa, nhà trường đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, khuyến khích việc tham gia biểu diễn, phát hiện các hạt nhân văn nghệ quần chúng, góp phần tạo cho các diễn viên, nhạc công và đội ngũ sáng tác công chuyên ở các địa phương. Đây cũng là dịp giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng hiệu quả hơn. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo địa phương, ban quản lý, tôi xin nhiệt liệt biểu dương các đội văn nghệ của các làng văn hóa, nhà trường đã nỗ lực tập luyện các tiết mục biểu diễn tham gia đêm giao lưu văn nghệ ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc đêm giao lưu văn nghệ thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố đêm giao lưu văn nghệ chào mừng lễ khánh thành bàn giao các công trình văn miếu Xuân La do anh hùng tiến sĩ Phạm Văn Trung kính tặng một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được mời đại diện của ba làng văn hóa và hai nhà trường sẽ lên sân khấu để nhận hoa chúc mừng của ban tổ chức ngày hôm nay. Xin mời đại diện của làng văn hóa Xuân La, làng văn hóa Cẩm La, làng văn hóa Cẩm Hoàn. Xin mời đại diện của nhà trường tiểu học và trung học cơ sở Thanh Sơn, trường mầm non Thanh Sơn sẽ lên sân khấu để nhận hoa của chương trình ngày hôm nay. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bà Lưu Thị Tươi, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy xã. Trân trọng kính mời ông Phạm Đức Chính, phó bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân xã sẽ lên tặng hoa cho đại diện các đơn vị có tiết mục tham gia trong chương trình đêm giao lưu ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông bà.
đêm giao lưu ca nhạc cưới hôm nay còn có một phần có lẽ không phải là đặc biệt nhưng cũng hơi độc đáo một chút, đó chính là món quà là tình cảm của hai người con quê hương Sơn La Thanh Sơn xin được gửi tặng tới cho quê hương thân yêu của mình. Và tất nhiên rằng có được tác phẩm này là nhờ có sự động viên khuyến khích của anh hùng lao động tiến sĩ Phạm Văn Trung. Kính thưa quý vị, có rất nhiều những ca khúc sáng tác ca ngợi về huyện Kiến Thụy anh hùng, ca ngợi về quê hương đất nước, về thành phố cảng Hải Phòng, những tháng năm dập trời hoa phượng đỏ. Nhưng nếu để có một ca khúc ca ngợi về địa danh địa phương và đặc biệt là ca ngợi về Văn Miếu thì có lẽ không nhiều. Tôi không nói là không có, nhưng có lẽ là không nhiều. Chúng ta đã được đọc rất nhiều những bài thơ viết về Văn Miếu, Sơn La, những bài thơ ca ngợi về sự học và đỗ đạt của những tiến sĩ, nho học. Đời này nối đời khác, nhưng tất nhiên rằng những ca khúc để ca ngợi về Văn Miếu, Sơn La thì có lẽ hôm nay đó chính là món quà của hai người con ở quê hương Sơn La, Thanh Sơn. Tôi cũng có thể nói được rằng có thể là tác phẩm này âm nhạc chưa hay, lời ca chưa thật là xuất sắc, nhưng nó đong đầy tâm huyết, những yêu thương của người con quê hương Sơn La, Thanh Sơn gửi tới cho nơi mình sinh ra, nơi mình lớn lên và nơi mình đang cư trú, học tập. Xin được giới thiệu với quý vị MV ca khúc mang tựa đề Về Thăm Văn Miếu Xuân La, lời Đặng Thu Hà, nhạc Văn Hiểu. Xin mời quý vị sẽ cùng hướng mắt lên màn hình và cùng chứng kiến MV này. Trên đất nghi dương xưa, nghe đâu đó tiếng thì thầm của gió. Ở nơi đây linh thiêng hội tụ, miền đất xưa Văn Miếu thủa nào. Văn chương hòa tiếng lá lao sao, trong hơi thở xì xào giọt nhớ về quê. Yeah.
xin được cảm ơn những tràng pháo vỗ tay của đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và nhân dân đã dành tặng tới cho MV ca nhạc với tựa đề Về thăm Văn Miếu Xuân La. Và kính thưa quý vị, với một khoảng thời gian rất là ngắn, với một sự đong đầy yêu thương và tâm huyết dành cho quê hương Xuân La của mình, tôi và em Văn Hiệu đã ngồi với nhau một buổi sáng và hai chị em đã có thể sáng tác ra ca khúc này. Xin mời Văn Hiệu lên sân khấu một chút được không ạ? Và bây giờ thì tôi cảm thấy rằng tất cả tình cảm của mọi người cho một riêng một mình mình thì chưa có đủ ạ. Vâng. Và đây chính là Văn Hiệu, người đồng hành cùng với tôi để có thể ra được ca khúc mang tựa đề Về thăm Văn Miếu Xuân La. Quý vị đều biết rằng Văn Hiệu là một người con rất xuất sắc của quê hương ta. Em đã có nhiều những tác phẩm viết ca ngợi về quê hương Kiến Thụy anh hùng, và một ca khúc viết về cho nơi mình sinh ra và lớn lên, đó là Xuân La Thanh Sơn, thì có lẽ đây là ca khúc đầu tiên. Xin được cảm ơn Văn Hiệu rất là nhiều. Với những sự nỗ lực của em đã cố gắng để uốn nốt nhạc cho phù hợp với những lời ca trong ca từ tác phẩm mà chị đã gửi tới cho em. Em có cảm xúc như thế nào khi đứng trước những ánh mắt yêu thương của tất cả quý vị đang có mặt trong chương trình ngày hôm nay và đã dành tình cảm cho ca khúc của mình? Vâng, xin gửi lời chào trân trọng và yêu thương nhất tới tất cả quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân đã có mặt trong một cái buổi lễ vô cùng quan trọng ngày hôm nay ạ. Thực ra là bảo uốn đốt nhạc để phù hợp thì nó cũng hơi nó cũng thực sự là hơi khó, vì là bài này thì chị Hà cũng rất là tâm huyết và cũng muốn là được có một dịp được song ca cùng với em. Hai chị em sẽ có cùng một cái món quà để dành tặng quê hương. Về cái bài hát này thì nó không quá khó, nhưng mà nó khi mà mình ở Văn Hiệu gặp được cái lời thơ của chị Thu Hà thì tất cả những cái cảm xúc nó đến rất là nhanh thôi. Và hy vọng bài hát này thì mọi người sẽ yêu thích và chúng ta sẽ cùng nhau đến với Văn Miếu Xuân La hàng năm, hàng những cái dịp quan trọng, và chúng ta cùng nhau cố gắng góp phần xây dựng cho Văn Miếu càng ngày càng phát triển, càng thanh trang hơn. Và cũng xin một lần nữa cảm ơn chú Thân và chú Tâm đã quay dành cái ngày rất là nắng để quay được một cái MV dành tặng cho tất cả mọi người, và cảm ơn tất cả những cái diễn viên đã cùng xuất hiện ở trong MV cùng với Văn Hiệu và Thu Hà, và đặc biệt là cảm ơn chị Thu Hà và tiến sĩ Trung rất nhiều đã đồng hành cùng với hai chị em và cùng với Văn Miếu thì chúng ta có một cái công trình vô cùng khang trang như ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ. Xin được cảm ơn những chia sẻ của em. Thực ra mà nói thì cũng rất là muốn có một cơ hội để song ca cùng với Văn Hiệu, nhưng cái quãng giọng của Thu Hà và Văn Hiệu khác nhau rất là nhiều. Em ấy hát lên thì rất là hay, và khi mà Thu Hà cất giọng hát vào thì nghe nó có một cái gì đó nó rất là chua, không được ấm, không được êm. Em cảm nhận được cái tình cảm là điều quan trọng nhất chị ạ. Nhưng thôi thì được một lần song ca cùng với ca sĩ đẹp trai thì cũng cố gắng đấy ạ. Kính thưa quý vị, chúng ta hãy lùng nổ một tràng pháo tay để dành tặng tới cho Văn Hiệu và Thu Hà một lần nữa được không ạ? Cảm ơn tất cả quý vị. Xin được cảm ơn quý vị, và tôi đã cảm nhận được tình cảm của quý vị, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo ngồi ở hàng ghế bên trên. Tôi đang nhìn thấy đồng chí Ngô Xuân Triệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, trưởng ban quản lý di tích, hình như là có điều gì muốn chia sẻ phải không ạ? Xin được trân trọng kính mời đồng chí Ngô Xuân Triệu sẽ lên sân khấu ạ. Xuất phát từ điểm là trưởng ban văn hóa, chắc chắn rằng đồng chí Ngô Xuân Triệu cũng đã được cảm nhận và thẩm thấu rất nhiều những ca khúc ca ngợi về quê hương đất nước, ca ngợi về con người. Và trong cái ca khúc vừa rồi mà Thu Hà và Văn Hiệu gửi tặng tới cho quê hương, thì cảm xúc của anh như thế nào và suy nghĩ của anh khi được lắng nghe ca khúc này ạ? Vâng, kính thưa quý vị đại biểu của toàn thể nhân dân, thì cảm xúc của tôi trước khi nghe bài hát của ca sĩ Văn Hiệu cũng như là MC Thu Hà, thì bản thân tôi cũng là một trong những cán bộ của xã Anh Sơn được tham gia, và đồng thời từ khi Văn Miếu chưa được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố, thì thực ra mà nói là Văn Miếu Xuân La chúng ta được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố vào tháng 8 năm 2010. Thì trong quá trình suốt từ năm 2010 đến nay thì rất nhiều ca khúc hát về quê hương đất nước, cũng như nhà thơ Đặng Trinh Tư đã viết về một bài thơ của cổ nhạc hát về Văn Miếu Xuân La. Nhưng ngày nay, đến ngày hôm nay là tiến sĩ Phạm Văn Trung
đã về cùng với địa phương để trùng tu tôn tạo nên một khu di tích lịch sử văn hóa khang trang như ngày hôm nay. Thì phải nói rằng là ca khúc của Quang Hiệu cũng như MC Đặng Thu Hà vừa hát lên vừa trình diễn trên MV thì tất cả quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân chúng ta đã thưởng thức, và bản thân tôi có một cảm xúc rất là cực kỳ là xúc động khi nghe tiếng hát của ca sĩ Quang Hiệu cũng như MC Thu Hà. Thì bản thân tôi cũng là một người trưởng thành từ văn hóa thông tin của xã Anh Sơn, đến nay thì bài hát này bản thân tôi rất là cảm động và xúc động. Qua nghe rất nhiều các ca khúc hát về quê hương đất nước, nhưng ngày hôm nay bài hát nói về hát về văn miếu, về quê em, thì bản thân tôi rất là cảm động khi hát nghe các tiếng hát của ca sĩ Quang Hiệu cũng như là MC Thu Hà. Xin được cảm ơn đồng chí đã thay mặt cho lãnh đạo địa phương có những tâm sự và chia sẻ, và hy vọng rằng ca khúc này sẽ sống mãi với thời gian. Trong mỗi một dịp lễ hội của quê hương ta thì ca khúc này sẽ được vang lên. Và anh Triệu thân mến, với vai trò là một lãnh đạo địa phương thì phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương ta ngày càng phát triển. Trong cái chương trình buổi tối ngày hôm nay qua ca khúc này thì theo anh có tiếp tục có những ca khúc hay những bài thơ ca ngợi về quê hương đất nước của chúng ta và sẽ là một nguồn vốn cho chương trình văn nghệ của phong trào quê hương ngày càng phát triển? Vâng, cũng bật mí cho tất cả quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân nắm được cái chương trình văn hóa văn nghệ của xã Thanh Sơn nói riêng, huyện Kiến Thụy chúng ta nói chung. Thì Thanh Sơn là một trong những xã được tham gia văn nghệ quần chúng của huyện 2 năm liền. Chúng ta được giải Hoa Phượng Đỏ, giải nhất Hoa Phượng Đỏ thành phố Hải Phòng năm 2023 và năm 2024. Ước muốn của địa phương chúng tôi là cố gắng phấn đấu được năm 2025 sẽ tiếp tục nhận được cái giải nhất Hoa Phượng Đỏ thành phố Hải Phòng năm 2025. Và những năm tiếp theo thì kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, văn hóa văn nghệ là món ăn tinh thần. Để đáp ứng được cái món ăn tinh thần này thì sau những trận vụ chương trình này thì cũng mong ca sĩ Quang Hiệu và tất cả các hạt nhân ca sĩ không chuyên của địa phương Sài Sơn chúng ta nói chung và bản thân tôi chúng ta nói riêng, và đặc biệt em Trương Hà cũng cùng kề vai sát cánh cùng với địa phương, và đặc biệt em Trương Hà và trong bên cạnh em Trương Hà còn một thầy giáo và ca sĩ Quang Tuấn. Vâng, ca sĩ Quang Tuấn là rất nổi tiếng, năm 2023 đã được giải nhất Hoa Vàng Đỏ, và năm 2024 ca sĩ Quang Hiệu đã được giải nhất Hoa Vàng Đỏ thành phố Hải Phòng năm 2024. Và để nói một cái MV này không những nói về ca sĩ Quang Hiệu và MC Thu Hà, phải kể đến công lao đóng góp to lớn nhất cùng với MC Thu Hà và các thương hiệu, đó là gia đình Bắc Cao Hữu Thân đã cùng vai sát cánh cùng với ca sĩ Quang Hiệu và MC Thu Hà đã xây dựng nên một MV chương trình thành công ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt cho lãnh đạo địa phương cũng như ban quản lý di tích lịch sử văn hóa văn miếu Sơn La, xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, và đặc biệt hơn nữa cảm ơn ca sĩ Quang Hiệu và MC Thu Hà, và cảm ơn gia đình Bác Cao Bác Thân. Xin một lần nữa xin chân thành cảm ơn ạ. Và cũng là xin trân trọng kính mời ca sĩ Quang Hiệu và xin trân trọng kính mời Bác Cao Bác Thân sẽ lên sân khấu để cùng nhận bó hoa chúc mừng của lãnh đạo địa phương cũng như ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời bác. Vâng, thưa quý vị, để có được tác phẩm ngày hôm nay đến với sự yêu thương của tất cả mọi người thì một lần nữa Thu Hà và Văn Hiệu đầu tiên là xin được gửi lời cảm ơn anh hùng lao động tiến sĩ Phạm Văn Trung đã là cổ vũ động viên và khuyến khích cho hai chị em, và sau đó xin được cảm ơn sự tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo địa phương, và đặc biệt cảm ơn vợ chồng anh Cao Bá Thân và chị Đỗ Thị Lụa đã hỗ trợ giúp đỡ để cho chúng tôi có được MV ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự đón nhận yêu thương của tập thể nhân dân, bà con cũng như là du khách thập phương. Trong MV ca nhạc của tôi, chắc chắn rằng quý vị có thấy xuất hiện hình ảnh của cuốn sách Lời Nhắn Gửi Từ Quá Khứ. Vâng ạ, đây chính là một tác phẩm văn học đặc biệt mà anh hùng lao động tiến sĩ Phạm Văn Trung, ngoài những hạng mục xây dựng để tôn tạo văn miếu của chúng ta, thì là một món quà vô cùng quý giá ông đã gửi tới để trao tặng tới cho các thế hệ sau. Và đây cũng là một lời nhắn gửi sự lan tỏa để cho những thế hệ tương lai sẽ luôn luôn cố gắng học tập để xây dựng, viết tiếp những trang sử hào hùng, cũng như cố gắng để phấn đấu trong sự học.
thành đạt, chung tay xây dựng cho quê hương đất nước. Đây là một món quà đặc biệt, và trong chương trình buổi lễ ngày mai chúng ta sẽ được đón nhận món quà này.